dụng mỗi khi chúng ta hoàn thành một nhiệm vụ. Đã đến giờ tập luyện, hãy xem các phi hành gia tập thể dục như thế nào nhé. Trước hết bạn phải cài đai để không bị bay ra ngoài. Bạn có biết không, các phi hành gia cần phải tập thể dục ngoài không gian để tránh bị teo cơ đấy. Tuyệt quá, chúng ta đã tập thể dục trong không gian xong rồi. Chúng ta đã cạn kiệt năng lượng, hãy quay trở lại trái đất để báo cáo nhiệm vụ. Phi hành gia Kiki, chúc mừng bạn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ không gian. Đây là phần thưởng dành cho bạn. Chúc mừng bạn đã giành được huy hiệu nhà du hành giữa các hành tinh. Oa, đó là thiết bị. Hãy cùng ghép tất cả các linh kiện lại nhé. Kẹp máy. Tàu vũ trụ đã được nâng cấp, hãy nạp đầy năng lượng và sẵn sàng phóng thôi. Tên lửa được tạo thành từ nhiều động cơ đẩy, sẽ tự động rơi ra khi động cơ đẩy cạn kiệt. Vào không gian nào. Ấn nút và tăng tốc tên lửa. Tuyệt vời, hãy cùng đi vào vũ trụ nào. Trong trạm không gian, các phi hành gia có thể cởi bỏ bộ đồ không gian nặng nề. Tôi là đội trưởng Hank, hiện giờ có rất nhiều rác vũ trụ trên trái đất. Điều đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiệm vụ phóng tên lửa từ trái đất. Hãy bắt đầu dọn sạch rác càng sớm càng tốt. Ok, chắc chắn chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Kia, rất nhiều rác vũ trụ trôi nổi trên trái đất. Rác vũ trụ được tạo ra từ các vệ tinh nhân tạo và tàu vũ trụ bị thải bỏ. Sử dụng kẹp máy của tàu vũ trụ để thu thập rác vũ trụ.
Tuyệt quá, chúng ta đã dọn dẹp được một nửa rồi. Không đúng, đây không phải rác vũ trụ. 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 Oa, rác vũ trụ đã được dọn sạch rồi. Phi hành gia Kiki đã hoàn thành nhiệm vụ. Rác vũ trụ trên trái đất đã được dọn sạch. Chúng ta có thể tiếp tục phóng tên lửa rồi. Cảm ơn. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Muộn rồi, hãy tắm rửa và chuẩn bị đi ngủ thôi. Bạn rửa mặt trong không gian như thế nào? Hãy thử làm nhé. Nước trong không gian được trữ trong túi, hãy ấn thật mạnh. Nước có thể trôi lơ lửng trong không gian. Dùng bóng nước làm ướt mặt. Sau đó dùng khăn lau. Đến giờ đi ngủ rồi, hãy chuẩn bị ngủ nào. Gắn túi ngủ vào móc. Trong không gian, các phi hành gia ngủ trong túi ngủ. Vật dụng có thể trôi lơ lửng trong không gian. Hãy buộc túi ngủ cho an toàn nhé. Dùng đai buộc chặt túi ngủ. Được rồi, chúc mọi người ngủ ngon. Chúng ta đã cạn kiệt năng lượng, hãy quay trở lại trái đất để báo cáo nhiệm vụ. Phi hành gia Kiki, chúc mừng bạn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ không gian. Đây là phần thưởng dành cho bạn. Chúc mừng bạn đã giành được huy hiệu vệ binh dọn dẹp vũ trụ.